Namo Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thành Văn Đệ Tử Phật. Kính chào Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý tôn nữ quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học chi tiết của tâm sự thế. Tuần rồi, hôm bữa chủ nhật, chúng ta đã giới thiệu về tâm siêu thế, là tâm biết cảnh Niết Bàn. Niết Bàn là cái pháp vượt ngoài thế gian, là pháp phi quân. Nên gọi là cảnh siêu thế. Thì ở trong cái tâm chuyên biệt biết cảnh Niết Bàn, biết cảnh siêu thế, trong đó nó gồm có tâm đạo và tâm quả. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng là đạo được nói đến trong tâm đạo, tức là bát đạo, không hiểu theo cái nghĩa thông thường. Bởi vì nghĩa thông thường đạo nó gồm có thiện đạo, ác đạo, là những pháp thực hành đưa đến khổ cảnh gọi là ác đạo. Còn những pháp thực hành đưa đến cõi vui thì như vậy gọi là thiện đạo. Xúc khí mắc giác, nhưng ở đây riêng về cái tâm đạo thì cái đó gọi là thánh đạo ở trên mắt ra. Sở dĩ mà gọi là tâm đạo bởi vì cái tâm đạo này Magga Ramana, Magga Ramana Dhamma, tức là pháp của đạo thịnh cảnh. Magga Hetuka Dhamma, pháp của đạo thịnh nhân. Và Magga Thipatido Dhamma là pháp của đạo thịnh trưởng. Và như vậy thì vì những tâm này là những tâm có cảnh là đạo, hay là những tâm có bát chánh đạo làm nhân, nên gọi là tâm đạo. Tâm đạo mặc dù được gọi là
thiện siêu thế Lukutara Kusala Chitta, là tâm thiện siêu thế. Nhưng mà ở đây chúng ta đừng nghĩ rằng là cái tâm thiện siêu thế là cái phương pháp tu hành. Tâm thiện siêu thế ở đây được gọi là như vậy bởi vì cái pháp này nó còn đến quả siêu thế. Tâm đạo nó tạo ra tâm quả bằng cách là gì? Là nghiệp duyên hay là vô gián nghiệp duyên? Anantara Kamapachaya, nhưng mà tâm đạo ở đây là cái những cái trạng thái tâm chứng đắc bởi do cái sự tu hành. Khi dùng cái tâm đại thiện hay tâm thiện dục giới mà tu hành theo cái tuệ quán minh sát hay là thiện niệm xứ và chứng được tâm đạo. Nhưng mà sở dĩ tâm đạo còn được gọi là tâm thiện là bởi vì tâm đạo nó là nhân tạo ra cái tâm quả và sự thế. Và do đó chúng ta cần phải hiểu rằng là khi mà mình tu chính đạo quả thì đạo ở đây gồm có sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, hay là tu được quần đạo, tứ đà hàm đạo, a na hàm đạo, a la hán đạo. Ồ, giờ này thấy có thượng tọa Giác Đẳng vào rồi thì chúng tôi có một vài lời dẫn nhập về bài học ngày hôm nay. Như vậy bây giờ xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho bài học, sau đó xin cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng giảng sư ngày hôm nay của cái bộ môn Thắng Pháp Abhidhamma sẽ dẫn giải. Nam mô Phật Thầy. Dạ, sa thú lành thai, con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tỳ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Và con thành kính đảnh lễ Ngài Tỳ Siêu cùng chư tâm đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà, với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con xin đọc phần chánh văn và cảm ơn cô tu nữ Viriyatana cho Nhật Quỳnh biết định tín hiệu. Và cảm ơn từ bi. Bài 28, tâm đạo Makkacitta, tâm siêu thế Lokuttara Citta. Có hai thứ tâm đạo Makkacitta và tâm quả Phalacitta. Chữ đạo Magga trong tâm đạo là một đề tài lớn trong Phật học và tôn giáo Đông Phương. Chữ đạo có nghĩa đen là con đường. Các học giả đồng ý là thuật ngữ này được văn học Sanskrit dùng với chữ Magga có thể xem là cổ xưa nhất. Hơn 25 thế kỷ trước, Đức Phật dùng chữ này với ý nghĩa mang nhiều khác biệt. Trong văn hóa Ấn, cụ thể hơn Bà La Môn giáo, Magga, hai đạo dùng để chỉ cho phương pháp tu hành để thành tựu quả chứng vào đó,
Thí dụ pháp khổ hạnh hoặc pháp du được xem là magga. Hãy thử tìm hiểu một số khía cạnh sau để thấy sự khác biệt giữa Phật giáo và Bà La Môn giáo trong ý nghĩa của chữ magga, đạo. Con đường dẫn tới hòn núi, nhưng hòn núi không phải là thành quả của con đường. Trong ý nghĩa nguyên nguyên, đạo là con đường hướng đi vượt thoát đó dẫn đến liệu chứng niết bàn hay niết bàn. Nhưng niết bàn tuyệt đối không phải là sở tạo của đạo do ba ý nghĩa. Cái gì bị tạo thì cái đó nằm trong định lý có sanh ắt có diệt. Trong niết bàn là vô vi, thứ đến tất cả sản phẩm đều nằm trong hữu hạn của sáng tạo chủ. Vì vậy, nếu niết bàn là quả của tâm đạo thì không thể hơn vượt khỏi hạn cuộc của tâm đạo. Sau cùng niết bàn vượt khỏi tất cả trụ của thiện ác nhân quả, thời gian, không gian, trạng thái này không thể là sở tạo của tất cả những gì thuộc hữu vi pháp. Tâm đạo là đích điểm, chí thiện nhưng không phải là con đường hành thiện. Trong Bà La Môn giáo, tức là nói đến văn học Sanskrit, thì đạo có nghĩa là phương pháp tu hành. Nói cách khác là tu thân hành thiện. Ý nghĩa đó hoàn toàn khác với những gì đề cập ở đây. Tâm đạo không phải là tâm tu tập mà là kết tinh của sự tu tập. Thắng pháp Abhidhamma gọi tâm đạo là tâm thiện siêu thế. Lokuttara Kusala Citta. Đây là trạng thái chí thiện. Một vị sau khi đoạn tận phiền não không còn sống trong phạm trù thiện ác. Tâm đạo nói cho đủ là tâm kết tinh tổng lực của tám chi đạo. Nếu phải định nghĩa chính xác, vì tâm đạo là tâm kết tinh của tám chi đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tám pháp này được huân tu trong hành trình tu tập là một hình thái khác, vân vân. Nhưng khi kết tụ trong tâm đạo là một thể hiện trọn vẹn của những tố chất vi diệu nhất. Thí dụ, như một người đàn ông lịch lãm xuất hiện trong một dạ hội tự thân toát ra tư cách, phẩm chất, kiến văn, cung cách cao quý. Tất cả những tố chất đó có thể sự thể hiện hài hòa chứ không còn trong giai đoạn trao dồi. Một khoảng khắc thôi là đủ. Một khoảng khắc thôi là quá đủ. Điều kỳ lạ nhất trong Phật học và trong Thắng Pháp Tạng là danh gọi các con người thánh đức là những người sơ đạo, người nhị đạo, người tam đạo, người tứ đạo. Những chúng sanh đó chỉ hiện hữu trong một sát na. Một tích tắc có 1.000 tỷ sát na. Vậy thì tại sao phải kể là một người, một bậc như bốn đôi, tám vị hay tứ song bát bối? Câu trả lời đơn giản vì trong sát na ngắn ngủi ấy hoàn toàn không giống con người trước kia, và sát na đó mãi mãi không tái diễn sau này. Nhưng bật đèn sáng lên trong đêm có giây phút rất ban sơ, được gọi là xua tan bóng tối, rất ngắn ngủi. Từ đó trở đi không còn gọi là xua tan bóng tối, mà chỉ là tiếp tục sáng. Tuy khoảng khắc ấy rất ngắn, nhưng hiệu ứng vô cùng, chặt đứt những cục đói vô hình. Có 10 thứ phiền não được xem là dây cục trói hay kiết sử là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân, sắc ái, vô sắc ái, mạng, phóng dật và vô minh. Khi tam đạo sanh khởi, cùng lúc xảy ra hai hiện tượng là
giác ngộ và giải thoát. Giác ngộ ở đây là chứng tri niết bàn, giải thoát là chặt đứt dây kiết sử. Tuy hai sự việc có khác nhưng xảy ra cùng một lúc. Ví dụ, nghe người ta đồn đại có loại hoa rất quý, rất đẹp đang nở trong khu rừng. Nghe vậy, trong lòng có chút nghi hoặc, đẹp là sao, quý là sao? Nhưng khi đến khu rừng vừa thấy đó hoa đồng lục, nghi hoặc tan biến. Dạ, con xin đọc lại câu này. Nhưng khi đến khu rừng vừa thấy đó đồng lục, nghi hoặc tan biến. Ngữ và nghĩa. Chữ Đạo Phật thường được dùng để hiểu chữ Niết Bàn. Dùng để hiểu như nếp tính ngưỡng theo lời Phật dạy. Chữ đạo đó đồng nghĩa với tôn giáo, mặc dù có xuất phát từ chữ mắt gá, nhưng đã hiểu rất khác với ý nghĩa nguyên thủy. Tại các quốc gia Phật giáo Nam truyền, người ta thường dùng chữ Buddha-sa-na Phật giáo hơn là dùng chữ Đạo Phật. Người Tây phương dùng chữ Buddhist là lỗi dịch thiếu hiểu biết từ lúc mới tiếp xúc với văn hóa phương Đông. Nếu Kitô giáo được gọi là Christianity là Phật giáo dùng tiếp vị ngữ Eden, thật là có vấn đề. Ngay trong cả văn hóa Hoa và Việt Nam, chữ đạo ban đầu cũng chỉ cho đạo lão. Sau này người ta dùng cho ý nghĩa nếp tín ngưỡng tôn giáo. Như đạo Cao Đài, đạo Tinh Lành. Khôi hài nhất là ở Việt Nam, những người theo Thiên Chúa giáo La Mã gọi là người theo đạo phải có đạo Phật nghe, thì người theo tôn giáo khác là người ngoại đạo hay vô đạo. Nên cẩn thận. Thuật ngữ đạo Magga tại Ấn Độ được viết từ thời rất xa xưa khi các kinh điển Veda xuất hiện. Như vậy, phải chăng thuật ngữ này phát xuất từ cội nguồn Thiên Trúc? Rất dễ để kết luận như vậy. Tuy nhiên, Lão Tử viết Đạo Đức Kinh khi Phật giáo chưa truyền sang Trung Quốc. Nhiều sử gia tin rằng Lão Tử sanh sau Khổng Tử và sanh trước Mạnh Tử. Đây vẫn là vấn đề tồn nghi. Điều lạ lùng là cách Lão Tử nói về đạo rất có nhiều điểm giống với Tam Tạng Pali. Như cứu cánh là vô vi, không nằm trong sự diễn tả của ngôn từ. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Đạo là cảnh giới cao nhất của minh triết. Tại sao có nhiều điểm trùng khớp như vậy? Để giải thích cần nhiều dẫn chứng vân vân. Những học giả Tây phương sau này tỏ ra khôn ngoan hơn, không dịch chữ đạo mà viết theo âm tao. Hiểu đúng hay sai là trách nhiệm của người đọc. Thử dùng khái niệm quen thuộc. Có những lúc chúng ta tìm một món đồ gì đó bị thất lạc, càng tìm càng cố nhớ thì tìm không ra. Sau cơn bực bội chuyển sang làm việc khác, tâm trí trở nên thanh thản, rồi bất chợt nhìn thấy món đồ nằm sờ sờ trước mắt. Sự giác ngộ niết bàn đôi khi đến bất chợt, không thông qua kiến văn, quảng bác hay lý luận, logic. Chỉ thấy và biết. Những điểm cần nhớ. Tâm đạo trong định nghĩa cô đọng nhất là tâm, có 8 chi đạo. Tâm đạo có 2 hiệu ứng cùng lúc là giác ngộ niết bàn và giải thoát sự cột trói của kiết sử. Chữ đạo được dùng phổ thông ngày nay như là nếp tín ngưỡng, mang ý nghĩa rất xa với chữ đạo ở đây. Người học Phật
cần cẩn thận về điều này. Minh họa, xin quý vị vào sơm hoặc là vào nét của bức thá thì sẽ thấy được cái bản đồ này. Minh họa tâm đạo Makkacitta trong biểu đồ chư pháp, thắng pháp Abhidhamma biểu đồ chư pháp y cứ theo đồ học do ngài trưởng lão tịnh sự thiết kế. Tâm đạo Makkacitta, điều sắp nói, điều đã nói và điều sắp nói. Bài học trước là tâm siêu thế, bài học tiếp theo sẽ là các thứ tâm đạo. Nam mô Bụt Thầy á, và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng đông rum thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng, từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, sư có nghe được âm thanh con, cho con một tín hiệu. Con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bụt Thầy Giáo. Kính đảnh lễ thượng tọa Thế Sư, đảnh lễ chư tôn đức. Thân chào tất cả quý Phật tử. Quý Phật tử Hoa Kỳ cho chúng tôi biết rằng ở phía bên Zoom, quý vị có nghe được không? Chào mừng. Thưa quý vị, trong bài học hôm nay chúng ta tiếp tục học về tâm siêu thế. Tâm siêu thế có hai phần là tâm đạo và tâm quả. Bài học trước chúng ta có giới thiệu một cái tổng quát về tâm siêu thế là tâm biết cách niết bàn, và chuyên biệt là biết cách niết bàn. Trong bài học hôm nay thì chúng ta đặc biệt tập trung về ý nghĩa của tâm đạo, và bài học tới vào chủ nhật này thì chúng ta sẽ nói về bốn thứ tâm đạo. Chữ đạo mà chúng ta đề cập đến trong bài học này, có thể nói rằng là một từ vựng hết sức là đặc biệt. Nếu quý vị nào đọc vào trong bản tiếng Anh đó, thì có vẻ các dịch giả đã cảm thấy rất là lúng túng khi mà dịch chữ Makkacitta. Makka là con đường, người ta dịch là path, citta là consciousness. Nhưng mà hai chữ nó gom lại với nhau ở trong tiếng Anh nghe hơi rất là kỳ. The path, consciousness. Trong tiếng Việt của chúng ta thì thứ gì tuy rằng ý nghĩa rất là mơ hồ, nhưng mà nghe dễ nghe hơn là chúng ta nói về tâm đạo. Và đôi khi chúng ta cũng nói về đạo tâm. Nhưng mà chữ đạo ở đây có lẽ là một cái thuật ngữ được
được dùng rất là cổ xưa, trước khi Đức Phật ra đời, ở trong giáo lý Phệ Đà, giáo lý Phệ Đà của Ấn Độ giáo thì đã có sử dụng chữ Magga trong tiếng Sanskrit, tương đương với chữ Magga ở trong tiếng Phạn Pali. Nhưng mà khi chúng ta học vào Tăng Pháp, cũng như là chúng ta học vào Phật Pháp nói chung, thì chúng ta cần hiểu rằng Đức Phật dùng chữ bắt cát với một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Đặc biệt lắm. Nếu chúng ta không thấy rõ sự khác biệt này, thì đôi khi chúng ta có phần nhầm lẫn với Bà La Môn giáo, hoặc giả là với các tổ khác. Như vậy thì sự đặc biệt như thế nào và mang ý nghĩa gì? Thứ gì trước hết là khi mà chúng ta nói đến đạo, chúng ta nói đến con đường, và trong một ý nghĩa rất là thường được nhắc đến là con đường dẫn đến hồ núi. Nhưng mà hồ núi không phải là một cái thành quả hay một sản phẩm của con đường. Ví dụ bây giờ chúng tôi muốn đến thăm ngọn núi Rainier ở Seattle, chúng tôi có một con đường từ Seattle lên họ ngọn núi Rainier, nhưng mà tất cả không ai có thể chấp nhận là ngọn núi đó là cái kết quả của con đường, mặc dù con đường dẫn đến ngọn núi. Tương tự như vậy, đạo là con đường dẫn đến Niết Bàn, nhưng Niết Bàn hoàn toàn không phải là sở tạo hay bị tạo hay là một tạo vật của đạo. Niết Bàn không có tạo nên bởi cái gì cả. Đây là một ý nghĩa mà người học Phật rất cần để nhớ. Đối với nhiều người thì chuyện này đâu ăn, đâu quan trọng gì đâu mà để nhớ. Nhưng mà thưa quý vị, ở trong Phật Pháp nói rằng cái gì có sanh thì ắt có diệt. Cái gì mà bị tạo thì nó phải đi theo luật vô thường, bởi vì nó là pháp hữu vi, pháp do duyên tạo, thì nó có sanh phải có diệt. Niết Bàn là pháp vô vi. Thứ nữa thưa quý vị, đã là một sản phẩm, một thành phẩm được tạo nên, thì cái sản phẩm và thành phẩm đó nó phải nằm ở trong cái giới hạn của một người tạo ra nó. Lấy ví dụ như là quý vị cứ nhìn chung quanh nhà, tất cả những sản phẩm máy móc được tạo ra
Chứ thì nó luôn luôn nằm ở trong những hạng cụ như là mục đích trường đạo ra làm cái gì. Và với mục đích đó, người ta tạo cho nó để xài bao lâu, chịu đựng được nóng lạnh, sử dụng như thế nào, và bao nhiêu thứ mà khiến cho cái sản phẩm đó, cái máy đó nó bị hạn chế, không thể xài cho tất cả và không thể xài mãi mãi, tại vì nó được chế tạo ra. Thì Niết Bàn không thể nào giống như một sản phẩm được tạo ra, mà tâm đạo chỉ là con đường dẫn nhất. Con đường đó không tạo nên hồn núi rồi. Và thưa quý vị, cũng một ý nghĩa khác là Niết Bàn không nằm ở trong cái phạm vi của nhân quả, không nằm trong phạm vi của thiện ác, không nằm trong phạm vi của không gian, thời gian. Nên nói một cái rõ ràng là Niết Bàn không thể tạo ra bởi tâm đạo. Bây giờ chúng ta đề cập đến một khía cạnh khác của tâm đạo. Khía cạnh này là sự khác biệt lớn giữa Phật giáo và Ấn giáo trong cách dùng chữ mắt khác. Vì Ấn Độ, thưa quý vị, nói rõ hơn là bằng môn giáo, họ quan niệm rằng đạo có nghĩa là phương pháp tu hành, giống tương tự như là quan niệm của người Việt Nam và của người Phật tử Việt Nam. Thì cái chỉ đạo ở đây nó không phải là phương pháp tu hành, mà đạo ở đây là cái đích điểm của cái gọi là trí thiện. Dùng chữ trí thiện đó, thưa quý vị, ngày nay cũng có một số các vị xem là cứu cánh giải thoát của Phật giáo. Nhưng mà thực tế thì trí thiện ở đây nó chỉ là một cánh cửa mở toang ra để chúng ta đi vào thực sự giải thoát. Nhưng mà tự tâm đạo không phải là sự tu hành, và cũng không phải là cứu cánh của sự tu hành. Cứu cánh của sự tu hành đó là Niết Bàn. Và sự tu hành là chỉ cho những gì xảy ra trước tâm đạo. Nó cũng giống là mình học bao nhiêu năm tháng, cái trường học nó là một lẽ. Nhưng mà đến cái ngày thi, giờ phút thi, thì chúng ta vận dụng tất cả kiến thức để mà thi. Thì lúc mà chúng ta vận dụng tất cả kiến thức để mà thi đó, nó không phải là sự trau dồi nữa. Lúc đó không phải là trau dồi, mà lúc đó dùng cái gì mà chúng ta có được để thi. Vận dụng cái kiến thức, cái trí nhớ, cái khả năng để mà thi. Và cái kiến thức, cái trí nhớ, khả năng lúc đó không phải là sự trau dồi, mà chính là sự kết tinh sau cùng của những ngày tháng học hành. Thì tâm đạo á, chỉ đạo ở đây không phải là tu thân hành trì, và cũng không nằm ở trong nghĩa của một cái phương pháp, phương cách cao dồi như là Bà La Môn giáo và Ấn Độ giáo nói. Đạo ở đây đơn thuần là con đường mở, dẫn đến mở ra một cánh cửa, và bên đằng sau cánh cửa đó là giác ngộ giải thoát. Ở trong Bi Diệu Pháp, ở trong Thắng Pháp đó, thì gọi là
Lukutra Kusachita, tức là tâm thiện siêu thế. Và nếu trong cái quá trình thực hành phẩm hạnh thì cái mức độ gọi là thiện cao nhất đó là tứ đạo, tức là sau cái tứ đạo đó đó thì một vị trở thành một bậc A La Hán hoàn toàn giải thoát. Thì tất cả cái gì mà các ngài sống, các ngài làm á, nó đều gọi là kỳ á, tâm tố hay tâm duy tác. Và các ngài đã sống vượt hoàn toàn với cái ý niệm về thiện ác. Ở đây thưa quý vị, nãy giờ chúng ta nói rất nhiều, nhưng mà chúng ta nên nhớ một điểm là tâm đạo chỉ xảy ra một sát na, một sát na duy nhất. Nói một sát na thì chúng ta nên hiểu rằng sát na rất là ngắn ngủi, ngắn ngủi lắm. Ngài Trị Sự ngài hãy thường dùng cái chữ gọi là trong một cái móng tay tâm sanh diệt triệu triệu sát na. Nhưng mà nếu chúng ta viết sách một số và đọc theo cách chúng ta ngày hôm nay là chúng ta viết con số 1, đằng sau đó là 12 con số 0. Tức là chúng ta nói trong một sát na, tâm trong một hải móng tay tâm sinh diệt 1000 tỷ sát na. 1000 tỷ sát na có nghĩa là một sát na tâm đạo xảy ra rất ngắn ngủi, ngắn ngủi lắm, ngắn ngủi hơn là một hải móng tay, ngắn ngủi hơn một cái tích tắc mà chúng ta biết. Và trong cái thời điểm đó khi tâm đạo sinh khởi thì người đó gọi là người sơ đạo, hoặc là người nhị đạo, hoặc người tam đạo, hoặc là người tứ đạo. Điều này nghe nó rất lạ, lạ lắm. Nó lạ ở chỗ nào? Tại vì chúng ta thường nghe nói rằng có tứ sông bát bối hay là bốn đôi tám vị. Chư tăng gồm có 48 vị là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Và nếu là gọi là một người hay một chúng sanh thì ít nhất cũng phải có một thời gian dài, một thời gian lâu. Chứ tại sao mà chỉ một sát na là sơ đạo rồi trở thành người sơ quả đi? Thì thứ gì, hồi trước tôi còn nhỏ mà vào chùa học thắng pháp, sư trưởng hay dùng cái ví dụ là mình bước vào một căn phòng, mình bật công tắc lên thì ánh đèn sáng ra. Thì trong lúc ánh đèn sáng ra đó thì thưa quý vị, chúng ta gọi là xua tan bóng tối. Có một cái thời khắc rất nhanh chóng, rất ngắn, rất ban đầu đó, không tắt điện vừa bật lên thì xua tan bóng tối. Nhưng mà sau khi cái giây phút đầu tiên xua tan bóng tối đó thì ánh sáng được tiếp tục. Và ánh sáng tiếp tục đó không gọi là xua tan bóng tối được, tại vì lúc đó đã sáng rồi. Thì tương tự như vậy, khi mà tâm đạo chứng ngộ niết bàn thì thưa quý vị, cái thời khắc đầu tiên, sát na đầu tiên tuy rất ngắn ngủi
Nhưng mà cái khoảnh khắc đó rất là quan trọng. Nó quan trọng ở thế nào? Là nó bắt đầu một cuộc sống mới, một đời mới, một cái nhìn mới. Từ phàm sang thánh, từ bậc thánh thứ nhất sang thứ hai sang thứ ba sang thứ tư, hoàn toàn giải thoát. Và tất cả những gì mà xảy ra sau đó thì đều không có giống như là cái tâm đạo đầu tiên. Và cái tâm đạo đó nó sẽ không bao giờ tái diễn tương tự như vậy. Tức là một vị đã có sanh khởi tâm sơ đạo, ở trong tương lai tâm sơ đạo không sanh khởi một lần nữa, tâm dị đạo không sanh khởi tâm dị đạo một lần nữa. Những cái tâm rất giống, rất tương tự như vậy, nó chỉ là thành quả gọi là tâm quả, mà chúng ta sẽ học trong hai bài học kế tiếp. Ở đây chỉ có đơn giản là cái sát na tâm đầu đó thì tạo nên một con người là người sơ đạo. Bởi vì chúng ta gọi là có 12 hạng người, ở trong đó có người khổ, người lạc, người dị nhân, tâm nhân, những người sơ đạo, người dị đạo, người tam đạo, tứ đạo, người sơ quả, nhị quả, thông quả, tứ quả, là 12 hạng người. Nhưng mà đặc biệt chỉ có 4 hạng người là hạng người sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, thì cái sự tồn tại rất là ngắn, chỉ là một khoảnh khắc, một sát na. Okay. Bởi vì khi chúng ta học và tán pháp là có nhiều điểm rất là thú vị. Quý vị quan hệ chơi tiếp tục. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta nói sang một khía cạnh khác, là lực lớn lao của tâm đạo. Căn bản mà nói thì tâm đạo là sự liễu tri, tâm đạo là tuệ giác, thấy niết bàn, chứng niết bàn. Nhưng mà tâm đạo đó khi sinh khởi có một năng lực, một năng lực là đoạn tận. Đức chỉ cột cõi và cái khả năng đoạn tận hay giảm thiểu đó, nó sẽ không bao giờ trở lui lại trạng thái cũ, trở lui lại trạng thái trước kia. Thí dụ chúng ta nói rằng sơ đạo là đoạn thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, thì một vị chứng sơ đạo rồi thì vĩnh viễn không bao giờ thân kiến của ngoài nghi giới thủ sanh khởi. Một vị chứng nhị đạo thì thưa quý vị sẽ không bao giờ có trường hợp mà một vị chứng nhị đạo thì giảm thiểu dục ái và sân, mà không bao giờ có trường hợp mà dục ái và sân trở lại một cách cương liệt, một cách mạnh mẽ như trước kia. Nó muốn nó bị yếu ớt thì nó từ yếu ớt đi cho yếu ớt, chứ nó không thể mạnh mẽ như trước kia. Một vị tam quả đạo đó, chứng tam đạo đó thì đoạn tận dục ái và sân. Một vị chứng tứ đạo đoạn tận năm cái thượng vận kiết sự, sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, không giận của mình. Chúng ta nói sự đoạn tận hay là giảm thiểu này là một cái gì đó nó sẽ không bao giờ trở lại như trạng thái cũ. Do thấy được, chúng tôi dùng một cái ví dụ của ngài Chân Cha, nói rằng có một người nói với người khác là ở trong rừng họ thấy được có một cái giò lan rất đẹp,
rồi phong lan rất đẹp, nhưng chưa bao giờ thấy màu sắc như vậy, bông hoa nhiều như vậy, vân vân. Thì có người khác nghe như vậy thì sanh tâm hoài nghi. Ờ, phong lan thì mình thấy nhiều, có khắp nơi thì đâu có lý do gì mà nó đẹp, mà đẹp nhất hay là nó thế này thế kia. Nhưng mà cũng tò mò đi vào rừng, đi với cái tâm hồ nghi. Nhưng mà khi vừa nhìn thấy cái giò lan tận mắt mình, một cái không phải do ai nói lại, thấy giò lan đó đúng là giò lan rất đẹp. Thì trong cái khoảnh khắc mà mình vừa thấy giò lan đẹp đó, vừa thấy cái giò lan đó, thì đồng nghĩa là cái sự hồ nghi, bán tính bán nghi nó tan biến. Bởi vì trong câu nói rằng ánh sáng sanh khởi, bóng tối xua tan, hai mệnh đề, hai điều, nhưng mà kỳ thật nó chỉ là một khoảnh khắc thôi. Giác ngộ và giải thoát ngay lúc đó đối với hành giả chỉ là một. Giác ngộ là thấy niết bàn, và giải thoát ở đây là cắt đứt phiền não. Ví dụ lần đầu tiên vừa chứng trí niết bàn, vừa chứng đi niết bàn, mà vừa đoạn đặng được thân kiến và nghi giới cấm thủ. Trong cái nhìn của các vị đó, ví dụ như là cái gì mà có sanh thì phải có diệt, ví dụ như là tất cả những quan niệm về ngã đều là ảo tưởng, như chúng ta đang nói chuyện ở tại đây, thì thưa quý vị, đôi khi chúng ta còn chấp rằng à, cái này là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Một vị đã chứng niết bàn rồi thì hiểu rằng tất cả trong giờ là thực sự là của ta, là ta, là tự ngã của ta. Thì như vậy vị đó vừa giác ngộ mà vừa giải thoát. Giác ngộ là chứng niết bàn, thấy niết bàn, liễu tri niết bàn, nhưng mà giải thoát là lúc đó vị đó chặt đứt phiền não. Phiền não ở đây tùy theo, chặt đứt những sự dây cột rối như là vị tu đà quần, chặt đứt thân kiến khỏi nghi giới cấm thủ, tư đà hàm thì đậm giảm nhẹ, dục ái và sân đà hàm là đoạn tận dục ái và sân. Tâm đạo của vị tứ đạo hay là vị a la hán thì đoạn tận năm thường phật kiết sinh, sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, cũng vật vô minh. Vì vậy tuy rằng các khoảnh khắc mà tâm đạo sanh khởi rất là ngắn ngủi, nhưng khoảnh khắc đó mang gồm, bao gồm cả hai cái yếu tính giác ngộ và giải thoát. Và với hai yếu tính này thì không thể kể chung với tâm quả được, mà đó là một cái trạng thái vô tiền khoáng hậu, trước không có, sau không có, và chỉ duy nhất giây phút đó là người đạo, hoặc là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Sát na đó, khoảnh khắc đó không giống như con người trước đó, và sát na đó, khoảnh khắc đó không bao giờ lặp lại, không bao giờ lặp lại. Vì vậy hồi xưa chúng tôi ở gần ngành tự sự, khi mà ngày nói chuyện về đạo, ngày mới nói rằng nếu mà ở trong đời này có cái gì gọi là vô tiền khoáng hậu, nó cái chính xác nhất là tâm đạo là vô tiền khoáng hậu. Trước không có, sau không có, chỉ xảy ra một sát na
Một sát na rất là vi diệu. Sát na của giác ngộ giải thoát. Dĩ nhiên là sau khi đã giác ngộ giải thoát rồi, từ trong sơ đạo sang tâm, sơ quả nhị đạo sang nhị quả, tam đạo sang tam quả, tứ đạo tứ quả, thì trong quả đó nhất là một vị A-la-hán thì cũng vậy. Nhưng mà dĩ nhiên tốc độ đầu tiên phải hiểu rằng một giây phút rất là đặc biệt, khác với những gì xảy ra sau đó. Bây giờ thưa quý vị, chúng ta bước qua phần ngữ và nghĩa đó, thì hồi nãy chúng tôi nói rồi, theo các học giả thì có lẽ cái chữ mắt gác hay là đạo được tìm thấy ở trong cái nền tôn giáo cổ xưa nhất, tức là ngày nay những cái phong kinh điển mà cổ xưa nhất của nhân loại về đạo giáo, về tôn giáo đó, đó là kinh Vệ Đà cũng gọi là Môn Giáo. Chúng ta nói đến những cái tôn giáo mà ta sẽ đón tầm những cột mốc của lịch sử nhân loại, ví dụ như là sự ra đời của tôn giáo lớn là Hồi giáo, rồi trước đó là Kitô giáo, rồi trước đó là Phật giáo, rồi bên Trung Đông là có Do Thái giáo, trước đó là Bà La Môn giáo. Chứ đạo xài từ rất xa xưa. Nhưng mà tứ đạo ban đầu được dùng như là một phương thức tu hành, và dĩ nhiên tứ đạo ở đây trong Phật giáo được dùng là một sự giác ngộ giải thoát. Vì sau này người ta dùng như một nếp tín ngưỡng. Ví dụ chúng ta nói là đạo Cao Đài, đạo Tinh Lành, đạo này, đạo kia, đạo chuối, đạo ớt, đạo cà, đạo gì đó. Ở tại các quốc gia Phật giáo như là ở Thái Lan ấy, thì người ta dùng cái chữ gọi là Buddhasasana. Buddhasasana tức là giáo lý của Phật hay lời dạy của Phật. Có một cái website rất nổi tiếng của tiến sĩ Bình An Sơn dùng cái chữ là bút sách. Dùng bút sách là một cái cách đọc ngắn của anh Bình An Sơn. Bút là bút thác, sasana, sasana là lời dạy, hay là bút thác sasana là Phật giáo hay lời dạy của Đức Phật. Thì chữ bút thác sasana đó nói lại là một cái chữ gần, gần nhất khi mà nói về một tôn giáo. Nhưng mà chúng ta hay dùng chữ đạo Phật, thì cái chữ đạo này nó lại là một chữ mà tương đối hơi lai căng một chút. Ngày xưa thưa quý vị, ở Đại Trung Hoa đó, chữ đạo được xài bắt nguồn từ cái để chỉ cho những vị tu theo đạo gia. Chúng ta gọi là Nho Thích Lão, nhưng mà cũng gọi Nho Thích Đạo. Lý do là cái vị mà tạo nên Đạo Lão đó là Lão Tử, thì viết một tác phẩm rất là nổi tiếng, Đạo Đức Kinh. Về sau này chúng ta đọc cái là Lão Tử Đạo Đức Kinh. Ở trong đoạn tiếp theo thì chúng tôi sẽ nói về chữ đạo ở trong Đạo Đức Kinh. Nhưng mà thường thường á, người ta gọi những vị tu sĩ giáo là tăng sĩ, và những vị theo đạo lão là đạo sĩ.
hay là bên Phật giáo là một sư cô, ở bên đạo giáo là một đạo cô, thì chữ đạo đó nó bắt nguồn từ cái chữ đạo đức kinh, là một cái phổ kinh điển đặc trưng của lão giáo đạo đức kinh. Nhưng mà ngày nay thì thưa quý vị, chữ đạo được xài rất là phổ biến, không phải chỉ xài cho đạo lão, mà cũng phải chỉ xài cho ý nghĩa chữ đạo quả trong Phật giáo, mà đạo là nước tín ngưỡng chung. Thì ở đây chúng tôi có nói thêm một chút nữa, và cái này nó hơi ngoài đề, và lẽ ra không nên nói ở trong lớp Thắng Pháp, nhưng mà nhân nói về đạo thì tôi phải nói một điều là, bởi vì Phật giáo được người phương Tây mà chúng ta gọi là tạm thời chính thức và tiếp cận chính thức mà biết đến là từ thế kỷ thứ 18. Và thời đó đó là thời kỳ chủ nghĩa thuộc thực dân đó, lan rộng, và người Tây phương họ rất là tự thị, rất là cao ngạo về văn minh của họ, và họ gọi tất cả những nền văn minh khác bằng những danh từ rất là thấp. Riêng đối với Phật giáo đó, thì họ dùng cái chữ Ism, dùng Buddhism, chữ Buddha là Phật, mà Buddhism là cái chủ nghĩa Phật giáo. Mà thật ra cái danh từ, những danh từ mà dùng chữ Ism là chủ nghĩa đó, nó là một danh từ, nó không có xứng hợp để gọi Phật giáo đâu. Thí dụ chúng ta nói chủ nghĩa tư bản Capitalism, rồi chủ nghĩa cộng sản Communism, hay là Marxism là chủ nghĩa Marxist chẳng hạn, Fascism là chủ nghĩa phát sinh. Cái chữ Ism mà để mô tả đạo Phật thì rất là sai. Người Tây phương không bao giờ gọi Kitô giáo là Ism hết, họ gọi là Christianity. Christianity là một chữ rất là đẹp, cũng giống như chúng ta gọi là Buddha Sasana, Buddha Sasana là Phật giáo. Bây giờ thì cái chữ đạo ở Việt Nam, cái hiệu người Việt Nam gọi là tôi là người theo đạo, tôi là người có đạo, chỉ cho là theo đạo Kitô giáo. Quý vị thấy là cái chữ nghĩa mà bây giờ nó đi càng lúc càng xa. Ở tiếng Việt Nam chúng ta bây giờ có nhiều khi nói là tôi là người có đạo, không có nghĩa là tôi là người theo đạo lão, mà tôi là có đạo là đạo Thiên Chúa. Cái cách mà xài chữ, quý vị, cách mà dùng từ đó, nó nhiều lúc mà nó đi lạ lắm. Mặc dù ở Việt Nam chữ đạo xài chung là đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo này đạo kia, nhưng mà khi mà nhiều người Việt Nam nói rằng tôi là người có đạo, tức là hiểu là tôi là người theo Kitô giáo La Mã, theo Catholic. Và ở đây cũng là một câu chuyện ngoài lề mà chúng ta thêm nói thêm về chữ đạo. Và chính bản thân của chúng tôi khi mà đọc sách thì cũng có nhiều điểm cũng đặt về điểm này. Đó là chúng ta có hai quan niệm là chữ đạo á, nó có thể là nó bắt buộc từ Thiên Trúc, nó khác là từ Ấn Độ. Ngày nay đó, nhiều học giả, những nhà nghiên cứu về ngôn ngữ học đó, thì họ nói rằng Sanskrit là mẹ của các ngôn ngữ, người ta tạm gọi là ngôn ngữ Ấn Âu. Nó là một người Ấn Âu, nhưng mà thật ra đó, thì chữ Sanskrit nó lại là một cái bắt nguồn của rất nhiều ngôn ngữ. Ví dụ chúng ta nghe nói cái chữ chúng ta đi đến dentist là đến nha sĩ, dentist từ dental, dent, răng, và ở trong tiếng Phạn là dental.
Dạ, đền ta. Hay hoặc giả là con số 2. Ví dụ chúng ta nói là ở đây Phương hỏi chữ dual, dualism là dị nguyên. Chúng ta có chữ đũa, đũa dual là hai chiếc, một chiếc không được, không thành một đôi đũa được, dualism. Và có rất nhiều cái ngôn ngữ phát xuất từ tiếng Sanskrit, do đó người ta gọi Sanskrit là mẹ của những ngôn ngữ. Nhưng mà rồi bây giờ chúng ta có hỏi, có khẳng định rằng cái chữ đạo mà của Đạo Đức Kinh, đạo mà của Lão Tử Đạo Đức Kinh, nó có thực sự là bắt nguồn từ đạo Phật không? Đây là một câu hỏi lớn. Câu trả lời đầu tiên rằng Khổng Tử, Lão Tử ra đời sau Đức Phật mấy mươi năm, nhưng mà trên phương diện lịch sử thì chúng ta cũng có thể tạm gọi là đương thời. Tại vì sao vậy? Đạo Phật truyền vào Trung Hoa chính thức từ Giao Châu, nhưng mà thật sự ngài Ma Diếp Ca Đằng đem Phật pháp đến thành Lạc Dương cách đây 2000 năm, tức là 500 năm sau khi Đức Phật ngài viên tịch. Cái chùa Bạch Mã là cái tổ đình Phật giáo Trung Quốc á, thì chỉ cách đây 2000 năm thôi. Thì Phật giáo đến Trung Hoa tương đối muộn. Và khi mà tác phẩm Đạo Đức Kinh được Lão Tử viết á, thì không thể nói rằng nó chịu cả ảnh hưởng của chữ đạo, chữ mắt cá ở trong đạo Phật được. Nhưng mà mặc dù không chịu ảnh hưởng, nhưng mà lại có những cái điểm nó lại tương đồng một cách kỳ lạ. Kỳ lạ lắm. Nếu mà nói về cái đạo học, nói về triết học mà của Trung Hoa đó, thì chúng ta phải nói rằng Đạo Đức Kinh có nhiều điểm nó rất là giống, tương tự như là đạo Phật. Ví dụ như ở đây chúng tôi lấy vài ba điểm. Đạo là cái gì vượt ngoài khỏi văn tự. Như chúng ta nói, đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Đạo mà có thể nói được bằng lời, đạo có thể nói được ngôn ngữ, thì chưa phải là đạo chân thực. Đạo khả đạo phi thường đạo. Thì với trong Phật giáo nói rằng Niết Bàn, sự giải thoát, nó vượt khỏi cái phẩm ngôn ngữ. Hay là chúng ta nói đạo Phật chúng ta dùng chữ Sankhara, Sankhara là hữu vi và vô vi. Và thưa quý vị, chữ vô vi á, cũng đã tìm thấy trong Đạo Đức Kinh trước. Và lạ lùng liếc là trong một cái hệ tư tưởng mà có thể nói là đầy những cái khuôn mẫu. Thế nhưng Đạo Đức Kinh là nói rằng cái hiểu về vô vi yên tĩnh đó, nó là một cái hiểu của một cái sự minh triết cao nhất. Chúng tôi không có nói hoàn toàn là Đạo Đức Kinh đó là tương đương với Kinh Phật, nhưng mà chúng tôi phải nói rằng chính nhờ Đạo Đức Kinh đó, Lão Tử Đạo Đức Kinh. Chúng tôi thêm hai chữ đầu, Lão Tử đầu là tại vì nói cho rõ. Để chúng ta nghe chữ đạo đức, bây giờ chúng ta quan niệm khác. Nhưng mà đạo và đức ở trong Lão Tử Đạo Đức Kinh là một cái quan niệm rất là nguyên xa xưa của chữ đạo đức. Thì ở đó có rất nhiều trùng khớp. Và chúng tôi thú thật với quý vị rằng chúng tôi đôi khi mạo muội nghĩ rằng do nhờ cái quan niệm về vô vi, cái quan niệm về đạo khả đạo phi thường đạo đó, mà nó đã dọn đường khi mà đạo Phật vào Trung Quốc, mà người Trung Quốc có thể chấp nhận được đạo Phật. Chúng tôi nói như vậy, có nhiều vị sĩ chỉ trích đó rằng đạo Lão là nó hoàn toàn khác biệt cái đạo Phật, có đôi khi chống đối với đạo Phật nữa thì làm sao. Nhưng mà cái
cái đạo lão mà đạo lão của các vị đạo sĩ mà bùa chú thuật cúng kiến tín ngưỡng dân gian đó, chúng tôi thưa rằng cái đạo đó nó rất là khác với cái đạo đạo mà nói trong đạo đức kinh, mặc dù cũng là lão gia, cũng là đạo gia, nhưng mà nó rất là khác. Nhưng mà phải nói rằng cái quan niệm mà về vô vi, quan niệm về đạo ở trong đạo đức kinh đó, để mở ra một con đường mà người Trung Hoa có thể chấp nhận trong đạo Phật được. Thì bây giờ chúng tôi nói đến một sự suy diễn khác, mà một sự suy diễn này đó nó có thể gây nhiều tranh luận. Và thưa quý vị, Đức Phật Ngài có dạy trong rất là nhiều đoạn rằng, trước khi Ngài viên tịch và bình thường nữa, Ngài cũng nói rằng đã có rất nhiều lần Ngài xuất hiện ở trong nhiều cái hội chúng khác nhau, mà Ngài xuất hiện không ai biết Ngài là từ đâu đến, làm gì. Ngài đã nói lên những câu nói mang cái ý nghĩa về chân lý, mang ý nghĩa cao sâu, và sau đó thì Ngài lại biến mất. Chúng tôi là một vị tỳ kheo, một vị tu sĩ Phật giáo, thì chúng tôi tin rằng có những câu nói, có những lời dạy ở trong túi khôn của nhân loại mà do chính Đức Phật dạy, nhưng mà Ngài dạy không phải là tư cách một vị Phật, mà chỉ là một khóa thân, một ứng thân. Ngài xuất hiện chỗ đó, Ngài chỉ nói lên điều đó cho người ta hiểu, để rồi nó được lưu lại, nó mở ra một cái gì đó mà không có ai biết là tác giả là ai, tại sao. Chứ thưa quý vị rằng, khi mà Đức Thế Tôn còn tại thế đó, cái đây 25 thế kỷ đó, tự nhiên nó lại khởi sinh ra một cái hiện tượng là từ ở bên trời Tây, nền văn minh của Hy Lạp, bên Trung Hoa, thời kỳ của chúng ta nói thời kỳ Chiến Quốc, Bát Gia tranh minh, và sau đó thì có nền tư tưởng của Khổng Mạnh, của Lão Tử, của Trang Tử, của Liệt Tử, vân vân, có nhiều nhà tư tưởng rất là vĩ đại. Mà thật ra nhiều khi chúng tôi không tưởng được liệu là các vị có thể suy nghĩ được như vậy. Thí dụ người Hy Lạp, không ai có thể tắm hai lần trên một dòng suối, đó là một câu nói mà minh họa về sự vô thường, sự vô thường đến mức độ mà chúng ta có thể nói rằng một câu nói rất là khó có thể tưởng tượng được. Một cái người mà không hiểu cái lý vô thường trong ý nghĩa là tâm sanh thay đổi, thân thay đổi, danh pháp, sắc pháp từng thay đổi, mà có thể nói lên điều đó. Thật ra chúng tôi không dám nói cái chủ quan là do Đức Phật ứng hiện Ngài dạy điều đó, nhưng mà chúng tôi cũng không có lý do gì mà chúng tôi không nghĩ đến như vậy. Tại vì quả thật là Đức Thế Tôn còn tại thế, đó là thời điểm mà Đông cũng như Tây, từ ở Trung Hoa sang ở nền văn hóa Hy Lạp, v.v. đã có rất là nhiều những câu nói để đời, những câu nói đó rất gần với cái chất của Pháp. Thì thưa quý vị, phải nói một điều rằng chữ đạo đối với chúng tôi là một chữ rất đặc biệt. Chúng ta khoan nói đến Nam Hoa Kinh của Trang Tự, chúng ta khoan nói định hình của những cái học thuyết về sau này, chỉ riêng về đạo đức kinh thôi đó, thì chữ đạo đó nó đã có một số những khái niệm mà làm cho chúng ta thẳng thốt bất ngờ. Ồ, tại sao những ý tưởng giống như chúng tôi nói là vô vi yên tĩnh, vô vi, tại sao cái quan niệm vô vi nó lại có thể sản sinh ra, có thể tồn tại ở trong một cái dòng tâm thức của người Trung Hoa được. Lúc bây giờ là Khổng Mạnh có thể nói rằng ngư trị xưng hùng xưng bá ở trong cái nền tư tưởng của Trung Quốc từ ngàn năm vậy, nhưng mà quan niệm về đạo đã sống hành, và nhờ có cái quan niệm của chữ đạo trong đạo đức kinh, và thưa quý vị, người Trung Hoa đã đón nhận Phật giáo
Một tôn giáo nói về siêu thế, nói về vượt thoát, nói về vượt khỏi khái niệm thiện ác đó, một cách rất là vi diệu, một cách rất là đặc biệt. Ngày hôm nay thưa quý vị, ở trong cái văn hóa của Tây Phương, người ta không có cố ý, không có cố tình gì chữ đạo nữa. Họ dùng nguyên cái âm của Trung Quốc là Tao. Tao là âm của chữ đạo, chữ âm Hán Việt chúng ta gọi đạo. Và có khi nó là Taoist, là những đạo sĩ, hay là Taoism, đạo gia hay là đạo giáo Taoism. Thật ra thì nói về chữ này tốt quá thì chúng tôi đặt đề, nhưng tuy nhiên ở quý vị rất cẩn thận với chữ đạo. Và thông thường khi mà chúng tôi nói chữ đạo Phật, cái chúng tôi hơi ngại miệng là tại vì nói cái chính xác chữ đạo đó nó đã biến chất rất là nhiều. Nhưng mà riêng trong đạo Phật Nguyên Thủy, chữ mắt cá, mắt cá mang ý nghĩa rất là quan trọng, khác biệt với Bà La Môn giáo và khác biệt với quan niệm về sau này. Bây giờ thì quý vị chúng ta hơi lan man một chút để nói qua một cái ý niệm và về một ý niệm quen thuộc ở trong đời sống của chúng ta. Thật ra thì chúng tôi cố tình để không nói nhiều về một điểm là tâm đạo, là tâm có các chi đạo. Chi đạo ở đây là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tư tánh, chánh niệm, chánh định. Tại sao gọi là chi đạo? Khi mà chúng ta học về tâm sở hay là về thuộc tính của tâm thì chúng ta sẽ nói nhiều hơn, dễ hiểu hơn. Nhưng mà riêng chúng ta đạo gọi là những cái tố chất này, tám cái tố chất này nó kết hợp, nó phát huy trong tâm đạo, tám cái tố chất gọi là chi đạo. Và do có tám chi đạo đó, nó tạo thành các loại chúng ta gọi là tâm đạo. Thì tám tố chất đó là một cái sự kết tinh trọn vẹn của bác, của tam học giới định tuệ. Nó là một cái kinh trọn vẹn của điều mà chúng ta gọi là bát chánh đạo. Chánh kiến ở trong tâm đạo nó tương đối hơi khác với chánh kiến ở trong sự thực hành của chúng ta. Chánh mạng ở trong tâm đạo nó khác với chánh mạng trong đời sống hàng ngày. Khi mà chúng ta đi vào tâm sở, vào thuộc tánh thì chúng ta sẽ nói thêm về điều này. Nhưng mà đại khái có 8 cái thuộc tánh, gọi là 8 chi đạo. Thì cái, một cái ý nghĩa đó, mà chúng tôi muốn đề cập tại đây là khái niệm bình thường là ví dụ như chúng ta thất lạc một cái gì đó. Và đôi khi trong cuộc sống chúng ta quên cái chìa khóa hay là quên cái gì. Không phải quên mà tự nhiên mình thấy thất lạc đi tìm. Và càng tìm thì càng tìm không ra. Không ra thì nó bực bội. Bực bội không ra. Thế thì người ta khuyên rằng những lúc đó đừng cố gắng tìm nữa, đừng để bực bội nữa, đi tắm cái, đổi sang làm việc khác, làm việc khi thoải mái, khi tâm tư cho thoải mái, tự nhiên là mình thấy nó nằm ngay trước mặt mình. Dĩ nhiên không phải 100% là như vậy. Đôi khi có những cái cảm nhận đó, thưa quý vị, nó sẽ giúp chúng ta không có hiểu được sự vật là do chúng ta đem vào trong đó quá nhiều cái chủ quan, có quá nhiều cái điều kiện sự chi phối. Chúng tôi nhớ rằng có một Phật tử cách đây khoảng chừng 2 năm kể cho chúng tôi nghe câu chuyện là cô đi chùa, cô mang theo một cái hũ sa tế để chuẩn bị thức ăn cúng dường chư tăng. Và khi cô mang đến chùa đó thì tự nhiên cô thấy khu sa tế đâu mất chứ. Sa lê quên mấy tiếng. Thì trước đó có một vài Phật tử cũng đi chùa, cũng mới bóc điện thoại hỏi mấy người đó có ai lấy không. Thì không ai lấy hết. Và họ nói rằng cô tìm lại coi, đâu ai lấy khu sa tế làm cái gì. Thì cô tìm tới tìm lui, cô không tìm thấy.
của bực tức của gọi đức từ nhà lái xe 20 phút mang cũ xe tới khác lên chùa. Khi đứa con vừa mang vô thì bỗng nhiên cô lại nhận ra cái hũ xà đế nó nằm ngay ở kế bên cạnh bếp. Thì sau đó cô mới kể cho chúng tôi nghe rất là cái hũ xà đế nằm đó, nhưng nó nằm ở trong cái bao giấy dầu, và cô cũng thường dùng cái bao giấy dầu để gói những thứ đó đi mang đi. Nhưng mà trong lúc cô đi tìm thì con mắt của cô và trong tâm của cô thì nghĩ rằng cái hũ xà đế đó là cái dạng nó như vậy, cái nhãn hiệu nó như vậy, cái màu sắc như vậy. Nhưng mà cô không có nghĩ đến cái bao giấy, cái hũ xà đế nằm trong bao giấy dầu. Hay có thể cô mắt cô lướt qua, mà cô không vừa nghĩ rằng à tìm cái gì đó nằm trong bao giấy dầu, mà cô chỉ nghĩ đến cái hũ xà đế là màu như vậy, sắc như vậy, nhãn hiệu như vậy. Và do cái định kiến đó khiến cho cô bỏ quên đi cái bao đựng xà đế nằm sờ sờ trước mắt. Chúng tôi không biết là cái thí dụ này nó có là khó hiểu hay không, nhưng mà đại để là có những cái định kiến, có những cái thủ chấp chấp thuộc mà nó làm cho chúng ta không thấy được, nó không thấy được cái sự việc. Do đó những cái chi đạo, những người bác chi đạo đó khiến cho chúng ta trở lại ở trong một cái vị thế, trong một góc cạnh mà chúng ta sẽ nhận ra được nó không phải là cái điều xa xôi. Nhưng mà lúc đó đó rất cần một sự khách quan, một sự tỉnh táo, một cái gì đó không bị định kiến chen vào để sẽ nhìn thấy sự. Thì đó tạm gọi ví dụ quen thuộc. Thì bây giờ thưa quý vị, chúng tôi muốn nhắc lại ba điểm mà chúng ta cần nhớ. Thứ nhất là nếu định nghĩa tâm đạo thì chúng ta nên biết rằng đây là tâm mà có gồm có 8 chi đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 8 chi đạo này phát sinh cùng lúc, và đây là 8 cái tố chất kết tinh. Tâm đạo nghĩa là tâm có 8 chi đạo. Hai là tâm đạo sinh khởi có 2 hiệu ứng là giác ngộ và giải thoát. Giác ngộ ở đây là thấy niết bàn, giải thoát ở đây là chặt đứt được cái sự trói buộc. Và điểm thứ 3 chúng tôi nói cũng hơi dài một chút, đó là chữ đạo ở trong Phật pháp, ở trong Thánh pháp rất khác với chữ đạo của Bà La Môn giáo nói, mặc dù đều là con đường. Và chữ đạo ở đây đó, một cái tình cờ thú vị đó, là chữ đạo ở trong Phật pháp nó gần với chữ đạo của lão Tử Đạo Đức Kinh hơn là của Phệ Đà. Mặc dù ở trong Phệ Đà là nằm sát bên, sát bên Phật pháp, tức là vậy. Nhưng mà quả thật là ngày nay chúng ta dùng chữ đạo nên cẩn thận lắm, và phải rất là cẩn thận về điểm này. Tuần lễ này tại vì bài học này thì thật ra thì chúng tôi không có đi sâu vào các loại của tâm đạo cũng như chữ quả. Sắp tới khi mà chúng ta nói tâm quả thì chúng ta phải có một bài học riêng, và rồi chúng ta cũng phải nói về về các tâm quả riêng. Thật ra tuần lễ này thì quý vị chúng ta học về thứ năm này, hôm nay chúng ta nói về chữ đạo trong tâm đạo, và chủ nhật tới thì chúng ta sẽ nói là 4 thứ tâm đạo là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo như thế nào. Bây giờ thì xin được kết thúc bài học ở tại đây, và không biết Thượng Tọa Tuệ Siêu có còn ở trước máy không. Nếu Thượng Tọa Tuệ Siêu còn ở trước máy, kính thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ trở lại để có lời giảng hôm nay, và chúng ta bắt đầu đi vào phần thảo luận. Dạ, kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu. Nam mô Thầy.
Bạch Thế Tôn rất kính thưa quý vị. Có một vấn đề mà chúng ta cần phải biết khi mà chúng ta học về tâm đạo. Cái tâm đạo là một thứ tâm thiện. Nhưng mà tâm thiện đó là tâm thiện siêu thế. Lokottara kusala citta. Tâm thiện siêu thế nó khác hơn, đặc biệt hơn là cái tâm thiện hiện thế. Cái tâm thiện hiện thế như là cái tâm thiện dục giới, thì nó là nghiệp tạo ra ba thời quả. Ba thời quả tức là hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp. Để tạo quả ngay trong kiếp sống hiện tại này gọi là hiện báo nghiệp. Để tạo quả di thục sau đời sống này vào cái đời sống kế tiếp sau đây gọi là sanh báo nghiệp. Và nó tạo quả di thục vào những kiếp sống sau sau đó nữa, tức là sau kiếp thứ hai từ kiếp thứ ba trở đi gọi là hậu báo nghiệp. Cái tâm thiện dục giới nó có ảnh hưởng đến tâm quả dục giới trong ba cái thời nghiệp như vậy. Còn về cái tâm thiện sắc giới và thiện vô sắc giới hai thứ tâm thiện đối đại này thì thời quả chỉ là sanh của nghiệp thôi. Tức là một người chứng thiền ngay trong cái sống hiện tại, tâm thiện đó sẽ tạo ra quả di thục sau khi sống này, sau khi mạng chung. Chúng sanh ấy được sanh về cõi phạm thiên bằng cái thức quả đấu đại sắc giới và vô sắc giới. Một người đắc thiền sắc và vô sắc thì ngay trong cái sống hiện tại này, cho dù thiền đó có mãnh lực thần thông biến quá hay là đem lại
gồm trạng thái hiện tại lạc trú cho vị hành giả, nhưng đây không phải là quả nghiệp của thiện, của thiền, của thiền thiện. Và khi đã đắc thiền ở kiếp này, tạo ra quả đời sau để làm thức tái tục cho cái cõi sắc giới và vô sắc giới. Nhưng mà chỉ có một lần tái sanh, và trong kiếp sống đó tạo ra cái quả hữu phần hay là hữu kiếp Phật tử, rồi kết thúc cái tâm thiện đấu đại. Nó không thể cho quả tiếp tục sang cái kiếp sống khác nữa. Nếu vị hành giả sau khi sanh về khỏi phạm thiên sắc giới, vô sắc giới, ở đó vị này tu chứng lại cái tâm thiền sắc giới, vô giới, thiền đạo đại, thì cái tâm thiền đạo đại mới đó, nó mới cho quả sanh bất nghiệp đời thứ ba, đời sau sau nữa. Còn nếu như không tạo thì không có tu chứng thiền tiếp tục nữa thì không có quả để đi tái sanh. Nó không giống như là cái tâm thiền lục giới. Còn trong khi đó thì cái tâm thiện siêu thế, tức là tâm đạo nói đến đây, thì chúng tôi cũng xin thưa với quý vị rằng lẽ ra hôm nay chúng ta nói luôn về bốn loại tâm đạo, bốn thứ tâm đạo, hay là bốn hoặc hai mươi thứ tâm đạo, cái sự phân loại đó. Nhưng mà không biết vì sao Thượng Tọa Giác Đẳng lại để cho đến ngày Chủ Nhật tới mới bàn đến cái thứ loại của tâm đạo. Thì như vậy thì chúng ta kéo dài thêm cái thời gian. Mà nếu hôm nay chúng ta chỉ bàn cái chữ đạo không thì chúng ta cũng không có vấn đề gì để mà nói thêm. Tuy nhiên đã nói về cái thời quả của tâm thiện, dục giới, thì sắc giới, thì vô sắc giới, thì chúng tôi cũng nói thêm về cái thời quả của tâm thiện siêu thế. Tâm thiện siêu thế nó có cái chức năng là nó tạo ra tâm quả siêu thế. Nó tạo ra tâm quả siêu thế. Tư thiện siêu thế, tư thiện siêu thế, tức là Chetana ở trong tâm đạo đó. Cái sở tư đó theo trong Patthana, tức là duyên hệ, thì nó được gọi, nó tâm, tâm đạo mà trợ duyên cho tâm quả sanh khởi, nó bằng hai thứ tâm, ở bằng hai thứ duyên, được gọi là Nanakkhadika Kammapacchaya,
Dị thời nghiệp duyên. Dị thời thì được khác thời gian. Cái tâm tạo ở sát na trước và tâm quả siêu thế được tạo ở sát na sau. Như vậy khác thời gian, mặc dù nó chỉ trước và sau liên kề với nhau, nhưng mà cũng gọi là khác thời gian cho quả. Do đó gọi là dị thời nghiệp duyên. Là nắc cái nên cái cầm ở bên chơi. Nhưng mà theo chú giải thì do vì cái tính đặc biệt của thiện siêu thế tạo ra quả, dị thời nghiệp duyên liền kề, cho nên gọi là anantara kammapaccaya, tức là vô giác nghiệp duyên. Bởi vậy cho nên trong 24 duyên hệ kammapaccaya mà trong chánh tạng Đức Phật Ngài chỉ thuyết là kammapaccaya thôi, kammapaccayo. Nhưng mà ở trong chú giải có nói đến trường hợp tư chitana ở trong 124 tâm trợ cho các pháp đồng sanh bằng cách gọi là sahachata kammapaccayo, tức là câu sanh nghiệp duyên. Rồi tư thiện hay bất thiện, nó để lại quả diệt thục, tạo ra quả diệt thục khác thời. Thì như vậy được gọi là nanakadika kamapachaya. Như là tư bất thiện tạo ra quả bất thiện, và các vị thời nghiệp duyên, tư thiện hiệp thế tạo ra quả hiệp thế. Tịnh hảo gọi là vị thời nghiệp duyên. Ngay cả cái tư thiện siêu thế tạo ra quả siêu thế cũng gọi là vị thời nghiệp duyên. Thứ ba đó, vì cái tính cách đặc biệt của thiện sự thế tạo ra quả, cho nên vị thời nghiệp duyên này được gọi là anantara kammapaccaya, tức là vô giác nghiệp duyên. Thật sự khi học về duyên hệ chánh tạng là kammapaccaya, chúng ta phải hiểu là có khâu sinh nghiệp duyên, vị thời nghiệp duyên và vô giác nghiệp duyên. Thì vô giác nghiệp duyên ở đây là để chỉ cho tư thiện siêu thế tạo ra quả siêu thế liền kề với nhau. Rồi ở trong chú giải cũng giải thích thêm là tư thiện siêu thế đó tạo ra quả liền kề vô giác nghiệp duyên đó, bằng cách là vị thời nghiệp duyên. Nhưng mà cái này gọi là hiện báo nghiệp, upapaccha vedaniya kamma, hiện báo nghiệp thôi. Không có cái tâm đạo không có thể tạo ra tâu quả được sao? Không tạo ra tâu quả được sao? Dầu cho tâm đạo hữu học, tâm đạo là cái tâm hữu học sekhathamma, sekhathamma dầu tứ đạo cũng gọi là tâm đạo hữu học, vì tứ đạo vẫn còn phải tiến đến cái tầm tứ quả, tức là cái tầm vô học. Như vậy thì sekhathamma ở đây là chỉ cho vị, chỉ cho cái tâm tứ quả A-la-hán thôi, chứ còn ngay cả tứ đạo
sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, bảy cái thứ tâm siêu thế đó cũng gọi là, đều gọi là Sekhatama, tức là pháp hữu học. Còn nói về cái trường hợp mà các vị cho rằng là như vậy thì cái trường hợp sau khi đắc đạo rồi, sau khi đắc quả rồi, một vị thánh hữu học hay là một cái vị thánh vô học như là bậc A La Hán, anh hàm, tư đà hàm, tu đà quần, các vị đã nhập thiện quả thì Phalasambhavati, những cái tâm quả siêu thế mà vị đã chứng đắc, nó tái hiện lại trong lúc còn nhập thiền đó, thì cái tâm quả siêu thế là do cái gì tạo? Phải, có phải là do vị thời nghiệp của tâm đạo không? Thì thưa quý vị, không phải. Mãnh lực của tâm thiện siêu thế nó chỉ tạo ra vị thời nghiệp duyên, hiểu báo nghiệp là liền kề, quả liền kề của tâm đạo, sát na trước rồi sát na sau thôi, mới gọi là vô gián nghiệp duyên. Còn những cái tâm quả siêu thế đó nó tái hiện trong vài ngày sau, vài tháng sau, vài năm sau, khi mà vị thánh đó nhập thiện quả, thì cái tâm quả siêu thế này nó được tái hiện là do nơi cái vị thời, do nơi cái vô, gọi là Bhaktobhisyapachaya, tức là thường cận y duyên. Đây là một cái điểm rất là đặc biệt, do cái thường cận y duyên thôi. Thường cận y duyên của cái tâm đạo trước đây nó đã tạo ra cái tâm quả siêu thế, vị thời nghiệp duyên liền kề, kế cận, sát na. Nhưng mà sau này nó ảnh hưởng và nó tạo ra một cách là thường cận y duyên. Đây là một điểm mà chúng ta cần phải chú ý. Chắc có lẽ là chúng tôi nói cái vấn đề này, các Phật tử chúng ta sẽ ngơ ngác, không nhận ra được. Nhưng mà những gì mà để trình bày về tâm đạo, Thượng Tọa Giác Đẳng đã thí dụ cụ thể cho quý vị nghe rồi, giải thích cho nghe rồi. Bây giờ nếu mà chúng tôi tiếp lời Thượng Tọa Giác Đẳng mà chúng tôi cũng lặp lại như vậy thì nó cũng thừa. Cho nên chúng tôi mới nói thêm những cái yếu lý mới mẻ, nhưng mà cái này nó liên quan đến cái triết lý về duyên hệ, để làm cho quý vị hơi khó hiểu chút. Bây giờ thì chúng tôi xin cung kính Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Ồ, có câu thảo luận số 1. Chúng tôi cứ tưởng rằng Thượng Tọa Giác Đẳng sẽ quên một thảo luận số 1 mà hôm ngày Chủ nhật mà Thượng Tọa Giác Đẳng nêu lên mà chúng tôi chưa trả lời. Hôm nay Thượng Tọa vẫn còn nhớ, thì chắc có lẽ câu này là chúng tôi phải trả lời rồi. Xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng. Thưa thầy sư, nhưng chúng ta nói về tâm đạo đó, thì tổ có thể giải thích là những cái thuộc tính biến hành luôn luôn có mặt ở trong tất cả tâm, hay là chúng ta nói rằng tứ danh quẩn thì luôn luôn đi chung với nhau, và tâm nào cũng có tưởng quẩn. Tưởng được nghĩa là biết cái đã từng biết, nhưng mà biết do đã từng biết. Nhưng mà khi mà chúng ta nói đến
tâm sơ đạo, mà biết niết bàn. Cũng có ở trong 22 quyền chúng ta nói là vị tri quyền, mà biết cái chưa từng biết, thì biết cái đã từng biết, và biết cái biết do từng biết, và biết cái chưa từng biết, hai cái đó nó có mâu thuẫn với nhau không? Và chúng ta giải thích thế nào là ở trong tâm sơ đạo lại có tưởng quẩn? Tưởng quẩn đó là biết cái gì, đã biết cái gì, xin kính thỉnh Thượng Tọa Quan Thế trở lại. Tức là chư tăng kính thưa quý vị, một câu hỏi rất thú vị nhưng mà cũng không phải dễ để trả lời. Từ xưa đến bây giờ thì đây là một vấn đề nó rất tế nhị, rất là tinh tế ở trong ý nghĩa thắng pháp. Mà khi chúng ta học qua, chúng ta cũng phải cần được hiểu một cách tinh tế. Thường thì chúng ta định nghĩa chữ tưởng hay là tưởng quẩn, Sanya, Sanyak, Thanh-thu ở trong bốn danh quẩn của tâm, thì chúng ta cứ lấy một cái thí dụ là như khi mình nhìn thấy một cái vật gì rồi mình nhận ra được cái màu sắc, chiều kích, hình dáng, cũng như cái tên gọi của cái vật đó. Chúng ta nhận ra như vậy. Thí dụ như chúng ta bước ra đường, biết bao nhiêu người đi qua đi lại, nhưng mà rồi chúng ta nhìn thấy một người quen, chúng ta đi đến để tay bắt mặt mừng chào với họ, thì chúng ta thường thí dụ đó là trường hợp do tưởng tri, tức là biết cái đã từng biết. Hay là chúng ta cầm cái iPhone, cầm cái điện thoại, chúng ta alo, người bên kia trả lời cho chúng ta alo, xin nghe đây. Mình vừa nghe tiếng là mình đã nhận ra bên đầu dây kia ai là người, cái tiếng nói là của ai. Đó là âm thanh do mình tưởng nhận ra, và tưởng quẩn nhận ra, vân vân. Chúng ta cứ lấy cái ví dụ đó để chúng ta hiểu một cách nôm na về tưởng quẩn. Nhưng thật ra thì chúng ta hiểu một cách thông thường thì nó là như vậy. Nhưng mà tưởng đó là sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Còn cái vai trò, cái chức năng của tưởng ở trong cái tâm có không riêng về cái tâm sơ đạo, mà tưởng Sanya Chetasika
cái thuộc tánh này có mặt ở trong 121 tâm. Luôn cả ngũ sông thức, nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức cũng có sanya. Nhưng mà sanya đó nó còn nguyên sơ quá. Chúng ta chỉ khởi lên cái tâm nhãn thức có một sắc na thì làm sao mà chúng ta nhận ra là người quen được. Cái việc mà chúng ta nhận ra là người quen hay là nhận ra đây là kẻ thù, thì trong trường hợp đó nó phải trải qua vô số cái lộ trình tâm khác trong một hồi dài, một phút, hai phút, ba phút, thì trong đó là vô số sát na tâm chúng ta mới nhận ra được cái cảnh bằng cách là tưởng tri. Thì làm sao mà ngay trong sát na đó chúng ta có thể, cái sát na tâm nhận thức đó mà chúng ta có thể tưởng tri được. Nhưng mà cái sắc đa ngũ sông thức đó vẫn có cái tâm sở tưởng hay là thuộc tánh tưởng, tưởng quẩn. Thì ở đây trong cái vai trò của tưởng quẩn, nó chỉ là một cái tính chất để trợ cho cái pháp đồng sanh nhận ra là có cảnh thôi, nhận ra là có cảnh thôi. Chỉ biết một cách đơn thuần, chỉ nhận ra là có cảnh Saramana, chớ chưa có nhận thức được, chưa có phải là cái vai trò nhận thức như là trí tuệ. Thì do đó tưởng quẩn ở trong tâm đạo đó không thể lấy cái ý nghĩa mà nói rằng biết cái chưa từng biết, rồi chúng ta cứ nghĩ rằng tưởng quẩn tức là biết cái đã từng biết. Thì tại sao tâm sơ đạo lại nói là biết cái chưa từng biết? Thưa quý vị, cái ý nghĩa mà biết cái chưa từng biết đó là ý nghĩa của, là cái chức năng của cái tâm, của cái trí tuệ, cái trí tuệ ở trong tâm sơ đạo gọi là vị tri quyền Ananya Tindriya. Là biết cái chưa từng biết, chứ không phải biết cái chưa từng biết ở đây là cái chức năng của cái tâm sanya, của cái tâm sở sanya. Do đó không có cái gì là mâu thuẫn, không có gì là mâu thuẫn trong trường hợp này. Chúng hợp tôi nãy khi nghe thượng tọa Giáo Đẳng nhắc đến cái chuyện, một cái thí dụ về một người mà họ đi tìm đồ bình thường, đối với họ thì cái
cái món đồ đó, cái màu sắc như vậy, cái hình dáng như vậy, nhưng mà hôm nay cái món đồ đó vì được gói ở trong một gói giấy để kề bên đó, cho nên cái chức năng của cái sự nhớ biết đường đó nó không có phát hiện ra được cái món đồ mà họ phải cần phải đem đi, họ cần phải lấy đi. Họ có tìm kiếm mãi cho đến khi mà quay lại với thực tại, thì lúc bây giờ mới nhận ra được cái món đồ đó đã được gói ở trong một cái tờ giấy. Rồi lúc bây giờ mới phát hiện ra là cái hũ sạch tế là để đây, chứ không ai lấy đi, không ai lấy mất, không ai lấy cắp. Cho nên trong trường hợp này chúng ta phải hiểu là bình thường đối với cái tâm hiện thế, khi nào biết cảnh, gọi là biết cảnh trong đời, biết cảnh liên quan trong đời, là do cái sự, do cái tập khí đã biết nhiều, biết nhiều, biết nhiều lần, nhiều lần ở trong quá khứ, cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại cảnh sắc thinh khí vị xuất phát, sắc thinh khí vị xuất phát, sắc thinh khí vị xuất phát. Do đó cho nên bây giờ ngay trong cái sống hiện tại biết là biết như vậy, thì chúng ta nói rằng tưởng vững trong trường hợp đó là biết cái đã từng biết. Nhưng mà đến khi mà cái tâm siêu thế nói chung hay là tâm sơ đạo nói riêng, tâm sơ đạo đó biết niết bàn lần đầu tiên là biết bằng một cái trực giác, một cái trí tuệ chợt nhận ra, trí tuệ chợt nhận ra cảnh niết bàn, nhận ra cái đặc tính, cái đối tượng, thì chỉ lấy ở cái thời điểm này, duy nhất cái thời điểm này mới gọi niết bàn là vị tri quyền, hay nhà hòa thượng ngài nói là vị tri đương tri căn đó, vị tri đương tri quyền, gọi tắt lại gọi là vị tri quyền là biết, chưa từng biết, là cái biết của cái trí tuệ. Mà cái trí tuệ của ở trong sơ đạo thì chỉ mới khởi lên lần đầu tiên và duy nhất, sau này không có khởi lên cái tâm sơ đạo nữa, không có sinh khởi tâm sơ đạo lần thứ hai nữa cho một vị hành giả đó, cho một vị đã chứng đắc đó. Cho nên cái trí tuệ ở trong tâm sơ đạo mới gọi là biết các chưa từng biết, mặc dù ở trong tâm sơ đạo vẫn có tưởng quẩn, nhưng mà tưởng quẩn đó ở trong cái trên vai trò phụ là nó làm cái nền hay là làm xương lót cho cái toàn bộ các cái tâm pháp, cái tâm pháp đồng sanh thôi. Chứ cái chức năng mà biết cái chưa từng biết là chỉ đề cập đến cái trí tuệ, cái trí ở trong cái thay về nha năng đó, là cái trí đoạn trừ phiền não, đoạn tận trí của tâm đạo. Đó là một vài điều chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị. Tuy nhiên cái câu thảo luận này thì
không có thể giải một cái tóm tắt được. Chúng tôi nói về dòng thì bây giờ chỉ còn có 2 phút nữa thôi. Chắc có lẽ là xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính thưa Thầy Sư. Bạch thưa Thầy Sư, lâu lâu mình cũng làm việc quá giờ, overtime một chút xíu. Hôm nay chắc là Thượng Tọa Hoa Kỳ làm việc thức hơi khuya một chút. Xong câu số 2 này thỉnh Thượng Tọa đi nghỉ. Bạch thưa Thầy Sư, thường thường các vị giảng sư hay thí dụ là tâm đạo chứng Niết Bàn giống như mình đi trong đêm đen và mình thấy trời chót, thì mình nhận ra là có con đường, có cái nhà ở xa xa vân vân. Tâm di đạo như là trời chốc lực thứ hai, tâm đạo chốc lực thứ ba, tâm tứ đạo chốc lực thứ tư. Nhưng ở trên thực tế đó thì sau tâm đạo thì còn có tâm quả, và tâm quả cũng biết Niết Bàn, như tâm sơ quả cũng biết cảnh Niết Bàn, tâm nhị quả biết tâm quả Niết Bàn. Và tâm quả đó có thể được nhập gọi là thiền quả, có thể tái diễn trong nhiều lần. Thì tại sao cái thấy Niết Bàn của tâm sơ quả, nhị quả, tam quả thì nó lại không có cái hiệu ứng như là tâm nhị đạo, tam đạo, tứ đạo sinh? Thì tôi có nghĩ trở lại với câu thảo luận này, và sau câu trả lời kính thỉnh Thượng Tọa đề nghị. Kính thỉnh Thượng chúng tôi cũng quên hỏi Thượng Tọa Giác Đẳng. Thượng Tọa nói là hôm nay lâu lâu chúng ta học trễ giờ một chút, quá giờ một chút, nhưng mà không biết quá giờ bao nhiêu phút để chúng tôi có thể trả lời cái câu này. Bởi vì một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ sau cũng gọi là quá giờ. Ồ. Bao nhiêu phút cũng được. Hôm nay Thượng Tọa Giác Đẳng rất là thông thoáng, rất là cởi mở cho chúng tôi được thoải mái. Ở đây thưa quý vị, tâm sơ đạo, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, nói về tâm đạo tức là tâm thiện sự thế, thì cái hiệu ứng của cái tâm đạo là chặt đứt cái sự dây trói buộc. Và do đó trí ở trong tâm sơ đạo được gọi là khắc dê nhan, tức là đoạn từng trí. Còn trí ở trong tâm quả siêu thế, các tâm quả như sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thì trí trong tâm quả siêu thế gọi là anuppadi nhan, tức là vô sanh trí. Trí làm cho phiền não đó không sanh nữa. Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự Ngài thí dụ đoạn tận trí và vô sanh trí cũng ví như một cái người nông dân, một tay phải thì cầm cái phản, tay trái thì cầm cái cù nèo. Chắc Thượng Tọa Giác Đẳng thì còn nhớ cái phản và cái cù nèo
để phát cỏ của người nông dân. Nhưng mà không biết Phật tử chúng ta có ai biết cái dụng cụ này hay không. Cho nên chúng tôi cho thí dụ này thì không hy vọng rằng là các vị nhận ra được. Ồ, Phật lớn cũng biết. Ồ, quý vị mình cũng biết vậy, tốt quá. Ở đây bác nông dân tay cầm cái cù nèo, và tay cầm cái phản, với cái thao tác thuần thục, bác giơ cao cái phản và chém xuống, làm cho những cái bụi cỏ lát ở trên ruộng nó ngã rạp, phát cỏ, người phát cỏ ngã rạp. Thì tay trái cầm cái cù nèo móc vẹt cái bụi cỏ đã được chém đó, móc vẹt ra một bên để dọn sạch cái lối phát cỏ, để dọn sạch cái lối phát cỏ. Cái lối phát cỏ nhờ có cái cù nèo đó mà được sạch sẽ những gì mà cái phản nó đã chém đứt. Cũng vậy, ngày thí dụ là đối với phiền não, thì khi một vị chứng đạo quả thì cái tâm đạo sanh khởi, cái trí đó là chặt đứt những cái kiết sử. Như là sơ đạo thì chặt đứt trí sơ đạo, thì chặt đứt ba cái kiết sử thân kiến và nghi giới cấm thủ. Thì sơ quả sanh khởi là nó dẹp yên, không cho tái khởi ba cái kiết sử đó, nghĩa là không cho ba cái cỏ đó mọc lại, không cho tái khởi thân kiến và nghi giới cấm thủ trong tương lai. Cái điểm đặc biệt, thưa quý vị, cho nên cái điểm đặc biệt của nhân quả siêu thế nó khác với nhân quả hiện thế. Cái tâm quả của tâm thiện hiện dục giới thì nó không có cái chức năng đó. Nhiều khi tâm thiện hiện thế mình tu tập, mình khống chế phiền não, mình tu tập thiền định, chánh niệm, tỉnh giác, thì cái tâm được yên yên chút xíu thì bắt đầu tâm thiện đó, tâm thiện dục giới đó nó tạo ra cái quả dị thục trong tương lai. Nhưng mà khi cái tâm quả dị thục được sanh làm người, làm trời, làm chư thiên dục giới, thì tự nhiên lúc bây giờ là cái tâm bị dễ vui, bị bóng giật. Trước đây mình dùng cái tâm thiện dục giới để mà mình tu hành, mình giữ giới, mình bố thí, dứt lòng bổn sẻn, vân vân. Nhưng mà bây giờ thì nó tạo ra cái tâm quả, tâm đại quả, tức là quả dục giới tịnh hảo đó, thì làm người sang trọng, có tiền bạc, rồi bây giờ bắt đầu do cái thường cỡ cái duyên là tâm tiếp tục bổn sẻn, kèo thiết. Mà cái tâm quả tục sinh của người này là do nơi cái tâm thiện bố thí đời trước. Mà bây giờ thì khi mà được giàu có, được làm người sung túc, thì lại là một người có tâm bổn sẻn tiếp tục trở lại. Thì đó là vì cái chức năng của cái tâm quả hiện thế, tâm quả dục giới đó, cái chức năng đó nó không có một cái tính năng gọi là anupadi ñana, tức là vô sinh trí. Còn ở đây thì khác. Cái tính năng của cái tâm quả siêu thế đó là như vậy.
Bây giờ chúng ta thí dụ một cái nữa, chúng ta cho một thí dụ cái nữa thôi, trễ quý vị 10 phút. Bây giờ ở trên da của chúng ta đó, nó có một cái khối u nhỏ. Chúng ta đi đến bác sĩ, thì bác sĩ ông tiểu phẫu, ông dùng cái dao y tế, ông rạch, ông tiểu phẫu rạch trên da đó cho nó ra máu ra mủ nặng bỏ. Rồi khi mà rạch một cái đường nhỏ ra máu ra mủ như vậy rồi, ông ta lấy cái kẹp, ông ta kẹp nó lại chút xíu, rồi máu nó không ra nữa. Nghĩa là cái chất huyết tương đó, huyết tương của chúng ta, nó sẽ làm cho liền da, làm cho ngưng, không có cho máu chảy ra nữa. Thì ở đây đó, cái lưỡi dao nhỏ, dao y khoa đó, nó rạch cái mục u, cái khối u này như phì não vậy đó, nó rạch cái khối u đó. Khi mà rạch nặng ra rồi thì cái đường rạch đó nó được liền lại là do cái huyết tương của da thịt nó làm cho máu ngưng chảy ra. Thì ở đây cái tính năng của cái huyết tương đó cũng ví dụ giống như là cái tâm quả vậy, tâm quả siêu thế vậy. Cho nên cả hai cái thí dụ này thì có lẽ là quý Phật tử chúng ta có thể mường tượng để chúng ta hiểu được cái hiệu ứng của tâm quả siêu thế, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Cũng chứng tri niết bàn. Nhưng mà không có hiệu ứng chặt đứt kiết xử. Bởi vì cái việc mà chặt đứt kiết xử là cái hiệu ứng của tâm đạo, của tâm sơ đạo. Còn sơ quả thì nó chỉ có cái hiệu ứng là nó làm cho những kiết xử mà tâm đạo đoạn trừ rồi, những kiết xử đó vĩnh viễn không có tái phát. Chỉ vậy thôi. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận số 2 này. Bây giờ chúng ta thật sự đã quá 10 phút. Xin thỉnh thượng tọa giới đặng kết thúc buổi học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính đức Thượng tọa Thầy Siêu. Thưa quý Phật tử, chúng ta sẽ trở lại với tâm đạo trong ngày chủ nhật này. Và như chúng tôi có nói nhiều lần là học thắng pháp Tama không thể là một trong một bài học mà chúng ta biết trọn vẹn bài học đó. Chúng ta càng đi càng sâu vào những bài học sau thì chúng ta sẽ hiểu được những bài học rất rõ hơn. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính Trương Chiêu Tăng đã vào rừng để chia sẻ đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong trung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập
hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Cảm ơn quý chủ nhiệm, quý sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hạnh trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ ân nhân tiền tiền quá ban tròn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thường kiện nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao trường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phúng hòa vị nhân tu sa pang su mang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta lang ho tu sa pang su mang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa tha ma lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta lang ho tu sa pang su mang ga lang ga khan tu sa Sapa-di-va-ta-sapa-sang-ta-lu-pa-ve-na-so-ti-lo-lu-ye-lo-n. Ta-ra-ng-vien-công-đức-đa-lam. Ghét-ghiên-lành-giải-thoát.